Hello các bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Acetone. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người đây là một cái bộ khuy hộp đi. Bộ này thì em cũng chưa biết nó là cái bộ gì. Thì mọi người cùng cùng với em trải nghiệm khuy hộp bộ này thì xem nó có những cái vật liệu hay là cái sản phẩm gì bên trong nó nhá. Ok mọi người. Mã hàng của bộ này thì nó sẽ là Tone này, H4100MP. H4100MP có nhá. Các bác có thể thấy rõ tiếng Anh ở trên này luôn. Ok mọi người, còn em cùng trải nghiệm cho bác thì nó sẽ bên trong nó sẽ là gì. Đầu tiên thì sẽ phải là mở hộp ra các bác nhỉ. Mở hộp ra thì đây, em sẽ gọi là cắt cái băng dính này ra các bác nhá. Đấy. Và sau khi cắt được cái băng dính này rồi ra thì mọi người có thể thấy là sẽ nhìn thấy rất là dễ. Đây, cái mặt sau của nó sẽ ghi rất là nhiều tiếng Nhật ở trên này. Nói chung là chắc này là một số cái cảnh báo để mọi người khi mà sử dụng thì nó giúp cho mọi người an toàn hơn các bác nhá. Còn mặt trước của nó thì như thế này. Tổng và hộp đựng của nó đây thì sẽ đo cho mọi người sơ bộ về tổng thể cái kích thước bên ngoài để mọi người có thể là đưa vào cái góc nào mọi người muốn các bác nhá. Chiều dài tổng thể của nó rơi tầm là 35cm đối với chiều dài này. Thứ hai là chiều rộng của nó là khoảng tầm 20cm và chiều cao khi mà bác đo thì nó sẽ là 8cm có nhé, 8cm. Đấy là sơ bộ ba cái kích thước và nó cũng có in mã hàng ở trên này luôn. Và khi mọi người hộp đựng thì mọi người chỉ cần mở ra như này giúp em. Cái hộp đựng này cái nó làm thiết kế rất là hay, nó có cái lò xo ở trên này. Để khi mọi người gạt ấy, thì nó sẽ tự động nó đẩy ra bên ngoài luôn. Ok chưa? Và các bác mở hộp ra giúp em thì nó sẽ gồm như này. Đấy. Tổng thể này chi tiết thì nó sẽ gồm là 12 chi tiết ở trên này. Bộ này thì đặc trưng của nó các bác nhìn thấy rõ nhỉ? Đây em sẽ quay một góc cam xa xa một chút xíu. Ok. Đấy, có như này các bác sẽ nhìn thấy dễ hơn này. Với tổng thể 12 chi tiết thì mọi người sẽ có là một cái bộ như thế này. Tổng thể nó sẽ gồm một cái mút xốp ở trên này để các bác có thể nhìn thấy cái khay này. Đây nó sẽ gồm một cái cần tự động này, một cái tay nối dài này và hệ thống các cái đầu khẩu các cái đầu khẩu chi tiết đây, đầu khẩu là đầu khẩu lục giác các bác nhé. Và với cái dòng như thế này thì nó sẽ là dòng vặn tay. Cần tự động thì các bác thấy là cái con RH4H này thì rất là nổi tiếng của Tone rồi. Hầu như là trang bị trên trên những cái bộ tip hay các thứ thì đều là trang bị cái dòng RH4H này. Cái dòng mà đặc nguyên khối như này. Và tất nhiên là khi mọi người sử dụng thì các bác thấy là cái chất lượng của những cái bộ cái cần tự động này rất là ngon nghe đó nhá. Đầu tiên đảo chiều này, 72 bánh răng cóc này, nút lấy khẩu nhanh này, đều có trên này luôn. Vậy hai cái răng cóc thì nó đều ở đây này, nút lấy khẩu nhanh thì có thể thấy là ấn lên trên này smart cho em. Và tất nhiên là cái giá thành một cái cần tự động này thôi cũng đã cực kỳ là mắc rồi, không rẻ tiền một chút nào đâu. Với cần tự động này thì con RH4H này chiều dài tổng thể của nó thì sẽ là 240mm các nhá, 240mm. Đấy, đây là con 72 răng, đây là cái góc vặn của nó chỉ là 5 độ thôi. Đây là đầu tiên là cái cần tự động. Và cái thứ hai thì nó sẽ là một cái tay nối dài. Tay nối dài có nhá. Tay nối dài thì vẫn là cái dòng tay 321 như các bác thường thấy ở trên những cái bộ mà 53 chi tiết thì họ trang bị. Thường họ sẽ trang bị tất cả tổng thể thì nó sẽ sell là kiểu dạng như vậy. Và giá tiền thì chắc chắn là cũng đang gọi là những cái tay nối dài này cũng khá là mắc chứ không rẻ một chút nào đâu. Riêng Tone thì em thấy là chưa có sản phẩm nào mà giá gọi là nó rẻ cả. Vì vậy nên là nếu các bác nào mà cần mua lẻ hoặc là cần mua thì có thể mua cả bộ như này thì nó sẽ dễ dàng tiếp cận hơn này mọi người nhá. Ok mọi người, và cái sản phẩm tiếp theo là cái sản phẩm thứ ba. Ở đây là toàn bộ là hệ thống những cái đầu khẩu, toàn bộ hệ thống những cái đầu khẩu thì sẽ gồm là đầu khẩu từ size nhỏ nhất ở trên này nó sẽ là size 30S này. Và tất cả đặc trưng ở trên này thì nó sẽ đều dập Tone này, dập dòng 4H này, size là 30mm này và Japan ở trên này luôn. Ok cho mọi người. Và cái đặc trưng nữa là khi mọi người cầm cái khẩu này mọi người thấy là nó sẽ lăn nhám ở xung quanh toàn bộ như này. Thế nên là khi mọi vị trí cầm cầm ở đây thì nó sẽ tạo ra ma sát lớn nhất để khi mà các bác có nhấc cái khẩu của mọi người ra thì nó cũng sẽ dễ dàng các nhá. Đây, mọi người cần để ấn nó như thế này này. Đấy, sau đó mọi người nếu mà ví dụ như đây là cái cần vặn mà nó có nút nhấn thì mọi người có thể tháo dễ dàng như thế này. Nó không gọi là mất công, mất sức, mất lực. Nhưng mà có những cái thì mọi người cần phải rút tay ra mạnh nhẽ thì khi mọi người cầm thì mọi người cầm vào đây thì nó sẽ tạo ra ma sát lớn nhất để mọi người có thể là sử dụng đó nhá. Còn với những cái này thì mọi người thấy là mọi người chỉ cần nhấn như này là cái nút lấy khẩu nhanh nó được phát huy tác dụng rõ ràng. Cái bị con bi chặn thì nó tự động nó sẽ chìm xuống dưới một đoạn thì mọi người có thể nhấc ra nó dễ dàng hơn. Ok chưa? Thì đấy là cái đặc trưng. Và cái size nhỏ nhất thì hiện tại đang có là size 3 này. Lớn hơn nữa thì sẽ là size 4 này, size 4 này. Lớn hơn nữa thì sẽ là size 5 này. Đấy. Size 6 này. Size 8 này.
và size 10 này. Đấy, thì đây là toàn bộ những cái size phổ thông mà các bác thường thấy rồi, size thường phổ thông các bác thường thấy đúng không? Những cái size đến size 10 này các bác có thể thấy là nhiều khi là anh em đã thấy là cái này thì ít sử dụng hơn rồi, nhưng mà trong nhà máy công nghiệp ấy thì size 10 thôi vẫn chưa đủ. Đây, lớn hơn nữa ở đây thì đang có là size lên tới là 12 này. Đấy. Size 14 này. Các bác có thể nhìn rõ luôn. Và tất cả là mỗi một size thì nó sẽ có cái quy định về chiều dài khác nhau nhé. Quy định về chiều dài khác nhau. Ok mọi người, size 14 này. À, lớn hơn nữa là size 17 này. Đấy. Đây là những cái đầu tiếp dạng lục giác các bác nhé. Đầu tiếp dạng lục giác. Dạng khi mà con ốc lục giác của nó âm xuống ấy, thì các bác cần như này để các bác lại siết nó ra. Ok mọi người, đây là size 17 này. Và với cái dòng này thì nó sẽ là vặn tay. Và lớn nhất ở đây thì sẽ là size 19. Các nhé, size 19 này trên này. Ok chưa các bác? Và các bác nhìn thấy là tất nhiên là nó rất là khủng bố rồi. Còn ngoài ra thì nó sẽ có những cái size nó to hơn. Nhưng mà với những cái size nó to hơn thì khả năng cao thì em nghĩ là cái đầu vuông của nó sẽ là phải 3/4 inch hoặc là 1 inch. Đấy thì mới bắt đầu sử dụng được. Thì còn ví dụ như cần 1/2 này thì hầu hết là em thấy tất cả các hãng thì làm đến 19 như này thôi. Còn nếu mà từ 22, 24 hay gì đấy thì mọi người sẽ dùng cái loại size khác đó nhá. Và đây, size 19 inch, size 19mm có thể nhìn thấy luôn này. 4H 19mm Japan. Và tất nhiên là nó to khủng bố như này luôn, chả bá lửa luôn. Và có ai nhìn thấy là với tổng chiều dài của nó cũng sẽ tương ứng là nó sẽ là dài tổng thể gần 8cm các bác nhé. Dài tổng thể gần 8cm. Và tất nhiên là các bác có thể là kết nối vào đây bình thường. À, ví dụ như em kết nối thì có thể kết nối vào đây. Đấy, thao tác cực kỳ là dễ dàng và đơn giản nhẹ nhàng như này là có thể sử dụng. Còn nếu bác nào mà thích nối tay nối dài thì có thể nối thêm tay nối dài vào giúp em. Đều đơn giản đến như vậy thôi, nó không có gì khó khăn cả. Và một bộ tổng thể như này, nếu mà các bác có thể là tham khảo check giá ngoài thị trường giúp em thì giá những bộ này nó cũng không rẻ một chút nào đâu. Nhìn nó ít chi tiết như này nhưng mà cái quan trọng nhất ấy là khi mọi người sử dụng ấy thì những cái dòng mà nó ít phổ thông hơn như này ấy, và mọi người cần sử dụng ấy thì chắc chắn là giá tiền nó sẽ phải cao hơn một chút so với những cái dòng thông thường rồi. Giá bộ này thì ngoài thị trường đâu đó rồi khoảng tầm là 5 triệu, còn giá tại HCTone thì đang bán là 4.300.000 đó nhá, 4.300.000. Nếu mà bác nào mà cần trải nghiệm hay cần hỗ trợ cái bộ này thì có thể liên hệ một trong hai số góc trái màn hình như này. Em chị đang chỉ đây góc trái màn hình như này. Em Cương hoặc em Huế thì các bạn có thể hỗ trợ cho mọi người. Ngoài ra nữa thì hiện tại là bạn Hải không còn là nhân viên của HCTone nữa, nên là rất mong em có thể là liên hệ một trong hai số đấy thôi, tránh trường hợp bạn ấy lại tư vấn cho anh em cái sản phẩm nó không đúng như mà video em đang hỗ trợ cho mọi người. Nên là rất mong mọi người có thể liên hệ một trong hai số đấy có nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới trên kênh của HCTone các bạn nhá.